Chào mừng các em đến với kênh Thùy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 10, bài văn bản trang 23-24 sách giáo khoa. Thì cái nội dung của bài hôm nay chúng ta cần nắm được đó là nắm được cái khái niệm đặc điểm cơ bản của văn bản và các loại văn bản, nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản. Đầu tiên, một la mã khái niệm đặc điểm, đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Ba lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên, đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thổn, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ tự vệ dân quân, giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định sẽ về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm. Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập tập 4, nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội năm 2000. Thì sau khi xem xong qua các văn bản, rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Câu 1. Mỗi văn bản trên được người nói người viết tạo ra trong cái loại hoạt động nào để đáp ứng nhu cầu gì? Dung lượng số câu ở mỗi văn bản như thế nào? Thì sau khi đọc qua cái văn bản thì chúng ta thấy rằng mỗi cái văn bản trên được người sáng tạo, được người nói tạo ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Rồi cái văn bản 1 đó là đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin. Văn bản 2 thì biểu lộ thái độ tình cảm. Văn bản 3 vừa thông báo thông tin vừa hướng tới hành động. Thì cái văn bản 1 có một câu tục ngữ, văn bản 2 gồm nhiều câu bài ca dao, văn bản 3 là gồm nhiều đoạn liên kết chặt chẽ với nhau. Đó, thì ở câu 1 này chúng ta cần nêu được 3 ý như vậy. Rồi tiếp theo, câu 2. Mỗi văn bản trên đề cập đến vấn đề gì? Vấn đề đó được triển khai nhất quán trong toàn bộ văn bản như thế nào? Thì ở văn bản 1, chúng ta thấy nó đề cập đến một kinh nghiệm trong cuộc sống, nhất là việc kết giao bạn bè. Còn văn bản 2 thì nó nói đến thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa. Văn bản 3 thì đề cập tới một vấn đề chính trị, kêu gọi mọi người đứng lên chống thực dân Pháp. Các vấn đề này đều được triển khai nhất quán trong từng văn bản. Thì văn bản 2 và văn bản 3 thì có nhiều câu, nhưng chúng có quan hệ ý nghĩa rất rõ ràng và được liên kết với nhau chặt chẽ bằng ý nghĩa hoặc bằng các liên từ. Rồi tiếp theo câu 3. Ở những văn bản có nhiều câu, các văn bản 2 và 3, nội dung của văn bản được triển khai mạch lạc qua từng câu, từng đoạn như thế nào? Đặc biệt ở văn bản 3, văn bản
còn được tổ chức theo kết cấu 3 phần như thế nào? Thì ở đây văn bản 2, mỗi cặp câu lục bát tạo thành một ý, và các ý này trình bày theo thứ tự sự việc hay sự so sánh ví von. Hai cặp câu này liên kết với nhau bằng phép lập từ thân em. Còn văn bản 3 thì có cái hình thức mạch lạc thể hiện qua hình thức kết cấu là 3 phần. Mở bài gồm phần tiêu đề và câu hỡi đồng bào toàn quốc. Thân bài tiếp theo đến thắng lợi nhất định về dân tộc ta, và kết bài là phần còn lại. Rồi tiếp theo câu 4. Về hình thức, văn bản 3 có dấu hiệu mở bài và kết thúc như thế nào? Thì chúng ta thấy văn bản 3 thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận, được dùng trong lĩnh vực giao tiếp chính trị và được trình bày dưới dạng lời kêu gọi. Phần mở đầu của văn bản thì gồm như tiêu đề và một lời hô gọi hỡi đồng bào toàn quốc, thì để dẫn dắt người đọc vào cái phần nội dung. Còn phần kết thúc gồm hai cái khẩu hiệu khích lệ ý chí và lòng yêu nước của quốc dân đồng bào. Rồi tiếp theo câu 5, mỗi văn bản trên được tạo ra nhằm mục đích gì? Thì cái văn bản 1, mục đích là nói về sự ảnh hưởng của môi trường sống, những người chúng ta thường xuyên giao tiếp đến việc hình thành nhân cách của mỗi cá nhân, nên đó là vấn đề xã hội. Còn văn bản 2 thì mục đích nói về thân phận long đong lận đận của người phụ nữ trong xã hội xưa, đó là về vấn đề xã hội. Còn văn bản 3 là lời kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại cuộc chiến tranh xâm lược lần 2 của thực dân Pháp, thì đó là vấn đề về chính trị. Như vậy tiếp theo chúng ta cần ghi nhớ đó là văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn và có những đặc điểm cơ bản sau đây. Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn. Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc. Mỗi văn bản có dấu hiệu biểu hiện tính hoàn chỉnh về nội dung, thường mở đầu bằng một nhan đề và kết thúc bằng hình thức thích hợp với từng loại văn bản. Thì mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoặc một số mục đích giao tiếp nhất định. Hay là mã các loại văn bản. 1. So sánh các văn bản 1, 2 với văn bản 3 ở mục 1 la mã về các phương diện sau. Vấn đề được đề cập đến trong mỗi văn bản là vấn đề gì, thuộc lĩnh vực nào trong cuộc sống? Rồi từ ngữ được sử dụng trong mỗi văn bản thuộc loại nào, từ ngữ thông thường trong cuộc sống hay từ ngữ thuộc lĩnh vực chính trị? Cách thức biểu hiện thể hiện nội dung như thế nào, thông qua hình ảnh hay thể hiện trực tiếp bằng lý lẽ, lập luận? Thì ở đây chúng ta thấy giữa cái văn bản 1, 2 và với văn bản 3, thì về cái nội dung, văn bản 1 nói đến cái kinh nghiệm sống, văn bản 2 nói lên cái thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ, văn bản 3 thì đề cập đến một vấn đề chính trị. Còn về từ ngữ thì ở văn bản 1, 2 có nhiều từ ngữ quen thuộc thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, như mực đèn, thân em, mưa sa, ruộng cày. Còn cái văn bản 3 lại sử dụng nhiều từ ngữ chính trị như kháng chiến, hòa bình, nô lệ, đồng bào, tổ quốc. Còn về cái hình thức nghệ thuật thì nội dung của văn bản 1 và 2 được thể hiện bằng những cái hình ảnh giàu tính hình tượng. Văn bản 3 chủ yếu dùng lý lẽ và lập luận để triển khai nội dung.
Như vậy, từ những phân tích trên, chúng ta khẳng định văn bản 1 và 2 thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, văn bản 3 thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận. Rồi tiếp theo, câu 2. So sánh văn bản 2, 3 ở mục 1 với một bài học trong sách giáo khoa thuộc môn học khác: toán, vật lý, hóa học, sinh học, địa lịch sử, địa lý, vân vân, một đơn xin nghỉ học hoặc một giấy khai sinh. Rồi từ sự so sánh các văn bản trên, hãy rút ra nhận xét về những phương diện sau. A. Phạm vi sử dụng của mọi đoạn văn trong văn bản trong hoạt động giao tiếp xã hội. B. Mục đích giao tiếp cơ bản của mọi loại văn bản. C. Lớp từ ngữ riêng được sử dụng trong mọi loại văn bản. D. Cách kết cấu và trình bày ở mọi loại văn bản. Như vậy, ở đây, phạm vi sử dụng các văn bản là: văn bản 2 thì dùng trong lĩnh vực giao tiếp nghệ thuật. Văn bản 3 dùng trong lĩnh vực giao tiếp về chính trị. Các bài học môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, v.v. trong sách giáo khoa thì dùng trong lĩnh vực giao tiếp khoa học. Đơn xin nghỉ học, giấy khai sinh thì dùng trong giao tiếp hành chính. Rồi tiếp theo, cái mục đích giao tiếp cơ bản của mọi loại văn bản đó là: văn bản 2 thì nhằm bộc lộ tình cảm cảm xúc. Văn bản 3 thì nhằm kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến. Các văn bản trong sách giáo khoa nhằm truyền thụ các kiến thức khoa học ở nhiều lĩnh vực. Văn bản đơn từ và giấy khai sinh thì nhằm trình bày, đề bạt hoặc ghi nhận sự việc, hiện tượng liên quan giữa cá nhân với các tổ chức hành chính. Rồi tiếp theo về từ ngữ thì văn bản 2 dùng các từ ngữ thông thường, giàu hình ảnh và liên tưởng nghệ thuật. Văn bản 3 thì dùng nhiều từ ngữ chính trị. Các loại văn bản trong sách giáo khoa dùng nhiều từ ngữ thuật ngữ thuộc các chuyên ngành khoa học. Còn văn bản đơn từ hoặc giấy khai sinh thì dùng nhiều từ ngữ hành chính. Rồi tiếp theo về cách kết cấu và trình bày ở mỗi loại văn bản. Văn bản 2 thì có kết cấu ca dao, thể thơ, lục bát. Văn bản 3 thì có kết cấu 3 phần rõ ràng, mạch lạc. Mỗi văn bản trong sách giáo khoa thì có kết cấu rõ ràng, chặt chẽ với các phần, các mục. Đơn và giấy khai sinh thì có kết cấu và cách trình bày đều theo mẫu thường, được in sẵn, chỉ cần điền vào đó các nội dung. Như vậy đến đây thì các em đã cùng cô vừa theo dõi ngữ văn lớp 10 bài văn bản. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thùy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.